Vừa mới cái kia toái diệt phiếu tên sách là năm đó Xuân Thu các lão các chủ tặng cho lão phu. Gia Cát Dương thần sắc ảm đạm nói, nó chính là cùng lão các chủ tâm hồn tương thông chi vật. Xem ra, Kỳ Bạch rời đi Tân Lam cấm vực về sau, muốn đi Xuân Thu các. Xuân Thu các lão các chủ, có thụ tiên ma lưỡng giới tôn trọng. Liên xem như tính cách thích giết ngọc chóc nữ ma đầu Tần Huyền Khê cũng đối lão các chủ hết sức cung kính. Mà lại lão các chủ tu vi cũng rất cao, tiếp cận đế gia cấp. Cho nên, Gia Cát Dương biết, lão các chủ bắt cho tới lại vào lúc này lâm nạn, đại khải dẫn là bị Kỳ Bạch giết chết. Chung quanh mấy vị đế giả, Tiêu Nhạc Hiền cùng Phương Ngữ Nghiên bọn người nghe được Gia Cát Dương đột nhiên nhắc lên Kỳ Bạch cái tên này, trong lòng không khỏi run lên. Bọn hắn bây giờ giống như chim sợ cành cong, thảo mộc giai binh. Kỳ Bạch cường đại cùng cái kia bao trùm hết thầy thống trị lực, đã thật sâu lạc ấn tại trong lòng của bọn hắn, giống như vung chi không rời mù mịt. Bây giờ, tại chỗ sáu vị cái gọi là tiên môn đế giả, bất quá là được Hao Khâm tự dính giúp đỡ, mới may mắn theo Kỳ Bạch trong tay chạy trốn kẻ đào ngũ thôi. Bọn hắn biết, chỉ cần Kỳ Bạch một ngày bất tử, bọn hắn đều muốn một mực sống ở hắn bóng mờ phía dưới. Gia Cát Dương đột nhiên theo hắn chữ vật vực nội lấy ra một trình tử, đối với vỏ rượu vẫn nói ra, Xuân Lây, Hạ Viêm, Thu Hà cùng Đông Di cái này tứ đại tiên tử, là các chủ thích nhất Thu Hà. Hắn cũng tự mình chế tạo hai trình Thu Hà tử, chính mình lưu lại một trình, tặng lão phu một trình. Hắn cùng lão phu nói, Thu Hà tử càng già càng thuần, không cần vội và uống. Hắn nói, đợi phiếu tên sách tỏi diệt lúc, lão phu liền có thể nhấm nháp cái này một trình rượu, mà hắn tại lúc sắp chết, vô luận tại chỗ nào, cũng sẽ uống trước tận cái này một trình tử. Như thế, chúng ta cũng coi là cách không cộng ẩm. Nói, Gia Cát Dương giơ lên tử trình, vừa đầu thì uống. Lúc này, Tiêu Nhạc Hiền đi tới Hao Khâm tự dĩnh trước mặt, cùng nàng nói ra. Ngươi nói, ngươi là Hao Khâm thị thánh nữ, vậy ngươi nhất định biết nên làm như thế nào mới có thể tấn thăng đỉnh phong thứ hai đại cảnh. Hiện ở thời điểm này, ngươi cần phải mau nói cho ta biết nhóm phương pháp này, chỉ có tu vi của chúng ta cũng đạt đến cảnh giới kia mới có thể đánh bại Kỳ Bạch. Hao Khâm tự dĩnh nói ra, muốn tấn thăng đỉnh phong thứ hai đại cảnh, liền nhất định phải tiến vào Thái Cổ Huyền Hoang vực tầng thứ hai. Chúng ta Hao Khâm thị nghiên cứu ra được một cái trận pháp, có thể rất mạnh mẽ mở ra tầng thứ hai lối vào. Vậy ngươi mau nói cho ta biết, làm như thế nào kết thành trận pháp kia? Tiêu Nhạc Hiền hai mắt tách ra dị dạng quang mang, trên cổ gân xanh nổi bật, hết sức kích động. Ta không thể nói cho ngươi. Hao Khâm tự dĩnh lắc lắc đầu nói, mở ra trận pháp kia, nhất định phải lấy đại lượng người sống làm tế. Chúng ta Hao Khâm thị sau cùng chỗ lấy diệt tộc, đều là bởi vì sáng tạo trận pháp kia tạo nghiệt quá lớn, từ nơi sâu xa mới gặp này báo ứng. Nhưng nếu không diệt trừ Kỳ Bạch, hắn chỗ tạo sát nghiệt sẽ càng lớn. Hiện nay thì liền Xuân Thu các chủ đều chết tại trong tay hắn, hắn về sau sẽ giết hết tất cả hắn cho rằng đối với hắn có uy hiếp người, bao quát người cùng ta, bao quát nơi này mỗi người. Tiêu Nhạc Hiền thần tình kích động nói, van cầu ngươi nói cho ta biết làm như thế nào mở ra trận pháp kia. Tiêu Nhạc Hiền biết thời gian của hắn đã không nhiều lắm, hắn vô cùng khát vọng đạt được giống Kỳ Bạch cái chủng loại kia quân lâm thiên hạ lực lượng kinh khủng, như thế không chừng liền có thể ngăn chặn lại hắn già yếu. Ta như nói cho ngươi, chính là hại ngươi. Hao Khâm tự dĩnh nói ra, coi như để ngươi tiến nhập Thái Cổ Huyền Hoang vực tầng thứ hai, ngươi cũng vô pháp từ nơi đó còn sống trở về. Từ xưa đến nay, có thể còn sống từ nơi đó trở về, liên chỉ có Phong Trích một người. Hao Khâm tự dĩnh biết, dù là Tiêu Nhạc Hiền sau cùng thật đạt được cỗ lực lượng kia, hắn cũng chỉ sẽ trở thành cái thứ hai Phong Trích thôi. Không thử một chút làm sao biết đâu. Tiêu Nhạc Hiền hô, dù là sau cùng chết ở nơi đó, ta cũng là cam tâm tình nguyện, mau nói cho ta biết. Đang khi nói chuyện, Tiêu Nhạc Hiền đột nhiên giống như mất trí giống như hướng Hao Khâm tự dĩnh nhào tới, nhưng một bên Thư Tử Nhu lại là một chân bắt hắn cho đá bay. Uy uy uy, tiên môn tối cường giả, ngươi không phải là bị cái kia Kỳ Bạch dọa cho điên rồi đi? Thư Tử Nhu đá chân này rất nặng, bị đá bay Tiêu Nhạc Hiền đụng chắp sau lưng một tòa núi nhỏ, lập tức cả tòa cao năm trượng tiểu sơn đều ầm vang sập nát. Một cước này dường như cũng đem Tiêu Nhạc Hiền đá tỉnh, hắn ngồi dưới đất cúi đầu nói ra, thật xin lỗi, vừa mới bản tôn thất thố. Không ngoại, Hao Khâm tự dĩnh nói ra, ta nghĩ các vị cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một hồi đi. Trường Nguyên Hàn vực, tại trắng phao phao băng tuyết ngập trời phía trên, có một tòa độc đáo tiểu viện, hỗn loạn mưa đá rơi vào tiểu viện phòng ốc trên mái hiên. Tần Huyền Khê nghe được bên ngoài, mưa đá đập nện mái hiên tiếng vang, như vậy có lực, như vậy đâu vào đấy. Nàng vốn là tại mặc niệm thanh tấm quyết, vẫn không khỏi đến bắt đầu theo tiết tấu, đếm lấy mưa đá đập nện mái hiên số lần. Theo thời gian trôi qua, nàng đếm tới một cái rất lớn con số. Nàng nhớ đến, một đêm kia, khi nàng đếm tới cái số này thời điểm, giường gỗ liền đá gãy mất. Có lẽ ở chỗ này, rốt cục có một tấm thích hợp bọn hắn cường độ giường gỗ. Ngươi có đói bụng không? Tống Diệp đột nhiên cùng Tần Huyền Khê nói ra. Tần Huyền Khê đem thân thể chuyển tới, nàng vẫn như cô lo liệu lấy đối cái này ma chứng huyễn tượng hờ hững thái độ. Mà lại, coi như nàng trả lời nàng đói bụng, chẳng lẽ lại cái này ma chứng huyễn tượng sẽ còn cho nàng làm ăn hay sao? Lập tức, nàng dùng pháp lực một lần nữa cho mình ngưng luyện ra một bộ mới tinh y phục. Nguyên lai trên người nàng cái kia một kiện sớm đã khó coi. Kỳ thật, Tống Diệp rất muốn hỏi Tần Huyền Khê có quan hệ bọn hắn hai tử vấn đề, nhưng hắn cảm thấy
Lúc này, hắn cần phải kiểm tra tâm thảo trên người nàng, mà không phải hài tử phía trên. Muốn không, ngươi đừng bế quan, ta mang ngươi rời đi nơi này đi. Tống Diệp cùng Tần Huyền Khê nói ra. Tần Huyền Khê hơi hơi hé miệng, nội tâm oán thầm nói. Quả nhiên, cái này tâm ma huyễn tượng mục đích cuối cùng nhất, cũng là muốn trở ngại nàng ở chỗ này bế quan tu luyện. Mơ tưởng, nàng mới sẽ không lâm vào chỗ này hắn vực cho nàng chế tạo hư giả ôn nhu hương bên trong. Bao quát vừa mới, nàng vui vẻ cảm giác, hết thảy đều là tâm ma gây ra. Kỳ thật, Tống Diệp đúng là nghĩ, mang Tần Huyền Khê rời đi nơi này, mang nàng đi gặp Tống Thiến một mặt. Thừa dịp hắn bây giờ còn ở cái thế giới này. Dù sao, 2 năm về sau, khảo nghiệm đăng nhập kết thúc, hắn khả năng liền phải trở về hiện thế. Nhưng, Tần Huyền Khê đoán chừng sẽ không nguyện ý đi gặp Tống Thiến, thì coi như các nàng nhìn thấy mặt, nàng cũng sẽ liều chết không nhận nàng là Tống Thiến mẫu thân. Dù sao, Tần Huyền Khê là cực không muốn để người ta biết, nàng lại cùng một phàm nhân cẩu thả, còn sinh hài tử. Có lẽ, đối với chuyện này, Tống Diệp được nhiều tìm chút thời giờ cho Tần Huyền Khê làm một chút tư tưởng công tác, đến cải biến nàng một số không tốt quan điểm, chậm rãi làm hao mòn rơi nàng ngạo khí. Bất quá, bay ở Tống Diệp trước mặt, còn có một cái khác vấn đề khó khăn không nhỏ. Tống Diệp không biết nên như thế nào rời đi cái này Trường Nguyên Hàn vực. Biện pháp duy nhất, khả năng chính là nếm thử dùng hắn huyền lực, cưỡng ép mở ra một cái rời đi nơi này cửa ra. Lúc này, Tống Diệp nhìn đến nằm tại bên cạnh mình Tần Huyền Khê, đã dùng pháp lực cho mình ngưng luyện ra một bộ mới y phục. Cái này phảng phất là cho hắn một cái minh xác tín hiệu, nàng đã mệt mỏi, không phải do hắn lại giày vò, nàng muốn nghỉ tạm. Sau đó, Tống Diệp bắt đầu từ cuối giường kéo chăn mền, nhẹ đáp ở trên người nàng. Có thể nàng vẫn như cũ dùng cái ót đối với hắn, không nói gì. Tống Diệp xuống giường, nhìn về phía gian phòng bốn phía. Trong phòng bài trí, cùng hắn tại Yến Thành làm nhà sai lúc chỗ ở gian kia phòng, giống như đúc. Tất cả đồ vật, lớn nhỏ, số lượng, cùng trưng bày vị trí, tựa hồ không sai chút nào. Hắn bắt đầu hoài nghi, những thứ này thật chẳng lẽ chính là Tần Huyền Khê dùng pháp lực biến hóa ra tới à? Nàng sao lại nhớ được những chi tiết này? Tiểu nương tử, gian phòng kia là ngươi dùng pháp lực biến hóa ra tới sao? Tống Diệp quay đầu hướng Tần Huyền Khê hỏi. Tần Huyền Khê vẫn như cũ không lên tiếng. Nàng tựa hồ còn đang hờn dỗi, hoặc là nàng xác thực mệt mỏi, không muốn nói thêm, chỉ thế thôi. Tống Diệp đi ra khỏi phòng, muốn cho nàng một người trong phòng nghỉ ngơi một hồi. Bên ngoài vẫn như cũ là một mảnh băng tuyết ngập trời bộ dáng, không lớn sân nhỏ giống như là phủ thêm một tầng bạch y. Hư, một tiếng. Tống Diệp thân hình trong nháy mắt thẳng lên chân trời, mà lại duy trì lấy tốc độ cực cao tiếp tục bay lên trên lấy. Tống Diệp ngửa đầu nhìn về phía trên không, dường như phía trên vĩnh vô biên tế. Nếu là ở hiện thế, cùng mặt đất cách nhau dạng này độ cao, hắn đều đã có thể chạm đến mặt trăng. Nhưng lúc này, hắn vẫn không nhìn thấy phía trên cuối cùng. Hắn trên không trung dừng lại thân hình, đổi dùng huyền thức cảm giác. Nhưng hắn huyền thức lại cùng tiếp xúc không đụng tới này vực giới hạn. Nếu là, hắn liền này vực biên giới đều chạm không tới, vậy liền khỏi phải nói có thể tin tới một cái gọi là cửa ra. Nơi này đến tột cùng là một cái dạng gì không gian? Tống Diệp trăm mối vẫn không có cách giải, thì liền trò chơi địa đồ cũng đánh dấu không ra hắn thời khắc này vị trí cụ thể. Hiện tại xem ra chỉ có nếm thử dùng hắn huyền lực cưỡng ép chỗ thủng. Tống Diệp bắt đầu đem hắn huyền lực đổ xuống mà ra, chỉ thấy màu lam huyền lực tấm lụa ở trong cơ thể hắn bốn phía mà ra như sấm xé rách lấy không gian bốn phía. Mà này vực khí trời bỗng nhiên biến hóa, rơi ra mưa rào tầm tã, sấm sét vang dội, mở ra miệng độ khó khăn hiển nhiên xa cao hơn nhiều bài trừ mây trướng. Tống Diệp đã tận lực, nhưng hắn cải biến tựa hồ chỉ là nơi này khí trời. Nhưng rất nhanh, Tống Diệp liền phát hiện, hắn vừa mới dùng cái kia mạnh mẽ huyền lực cưỡng ép chỗ thủng, dường như đã ẩn ẩn phá hủy thứ gì. Toàn bộ không gian bắt đầu rất không ổn định khẽ run lên. Cùng lúc đó, Tống Diệp còn kinh ngạc phát hiện, hắn trò chơi hệ thống giao diện thế mà còn bị quấy dày rồi, giao diện lóe lên. Tại sao có thể như vậy? Tống Diệp lộ ra không thể tin thần sắc. Cái này không gian, chẳng lẽ còn có thể ảnh hưởng thiên đạo trò chơi hệ thống? Đúng lúc này, hắn cảnh tượng xung quanh đột nhiên biến hóa. Trước mắt là một cái như hiện thế giống như nhà cao tầng, đông nghịt tràng cảnh. Lần lượt có thật nhiều mặc lấy các loại không đồng nhất hiện thế phục trang người đi đường tại trước mắt hắn đi qua. Mà lại đều vô ý thức giống như tránh khỏi hắn đến. Lúc này, lại có một đứa bé gái bán hoa bưng lấy một bó hoa hướng hắn đi tới, cùng hắn nói ra. Tiểu ca ca, mua hoa không? Tống Diệp sửng sốt một chút, cái này tiểu nữ hài có thể nhìn đến hắn. Không, không chỉ có là nàng có thể nhìn đến, nơi này tất cả người đi đường tựa hồ cũng có thể nhìn đến hắn. Bỗng nhiên, cảnh tượng xung quanh lại thay đổi. Lần này xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái trang hoàng vô cùng xa hoa tư nhân hội sở. Nam đều mặc lấy chỉnh tề hàng hiệu ấu phục, nữ từng cái chăm chú cách ăn mặc, mặc lấy diễm lệ. Có thể nơi cửa một người mặc đồ tây đen nam tử cao lớn tựa hồ chú ý tới Tống Diệp, hướng hắn đi tới, cùng hắn nói ra. Nơi này là địa phương tư nhân, mời ngươi rời đi. Tống Diệp sững sờ trong chốc lát, hắn thậm chí không có cách nào xác định cái này đồ tây đen nam tử có phải là hay không cùng hắn đang nói chuyện. Có thể bỗng nhiên, đồ tây đen nam tử nắm chặt lên Tống Diệp cổ áo, hung ác nói. Tiểu tử, nghe không hiểu tiếng người thật sao? Tống Diệp lộ ra thần sắc kinh ngạc, đối phương thế mà còn có thể chạm đến hắn. Chẳng lẽ đây hết thảy cũng chỉ là huyễn tượng?
Cái này đồ Tây đen nam tử tựa hồ là ngày thường hung hăng càn quấy đã quen, gặp Tống Diệp vẫn như cũ không để ý hắn, chính là nâng tay phải lên, muốn hung hăng đánh Tống Diệp một bàn tay. Anh! Đồ Tây đen nam tử đột nhiên phát ra một tiếng xé rách tiếng la, bởi vì tại cái này một sát na ở giữa, Tống Diệp đã dùng huyền khổng gãy mất hai tay của hắn xương tay. Hắn một tiếng này gào thét, nhất thời hấp dẫn trong hội trường những người còn lại chú ý. Khi bọn hắn ao ao hướng về Tống Diệp phương hướng nhìn qua lúc, Tống Diệp cảnh tượng trước mắt lại lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ thấy, bốn phía lại khôi phục nguyên lai cảnh tượng, vẫn là mênh mông bát ngát chân trời, mưa to cùng sấm sét cũng tin tức, liền tuyết cũng ngừng. Chỗ này không gian dường như tạm thời ổn định lại. Tống Diệp còn phát hiện, hắn trò chơi hệ thống giao diện cũng cùng một thời gian khôi phục bình thường hóa thành tích, không lại cùng lúc trước như vậy lấp lóe không ngừng, giống như nhận lấy tín hiệu gì quấy nhiễu đồng dạng. Chỗ này không gian xuất hiện không ổn định tình huống lúc, tại sao lại ảnh hưởng người chơi trò chơi hệ thống đâu? Tống Diệp lại lần nữa suy nghĩ vấn đề này. Bỗng nhiên, hắn trong lòng có một cái to gan phỏng đoán. Tại hiện thế, một cái trò chơi nhà máy lớn đem một trò chơi lên sàn để người chơi du ngoạn trước đó, tất nhiên sẽ trước ở bên trong tiến hành nhiều lần khảo nghiệm. Mà thiên đạo tại mặt hướng hiện thế mở ra lớn hơn huyền danh đại lục nhỏ hơn cái thế giới này đăng nhập cửa vào trước đó, nó tất nhiên đã từng bí mật làm quá nhiều lần khảo nghiệm. Bởi vậy, Tống Diệp liền hoài nghi chỗ này không gian chính là từng bị thiên đạo dùng để làm tại kết nối hai thế giới khảo nghiệm thí nghiệm. Cho nên nơi này có thể là một cái bán thành phẩm không ổn định, có thể tính cả hai thế giới thông đạo khu vực. Mà khảo nghiệm thí nghiệm sau khi kết thúc, thiên đạo chính là vứt bỏ cái này không gian, đồng thời đóng lại cái này không gian có thể liên thông hai thế giới công năng. Nhưng ở vừa mới, Tống Diệp mạnh mẽ huyền lực ở chỗ này không gian làm càn thả ra thời điểm, từ nơi sâu xa lại đả thông lưỡng giới kết nối. Bất quá, cái này không gian tựa hồ có tự mình chữa trị công năng, hiện tại lại tự động đóng lại lưỡng giới kết nối, hướng tới ổn định. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Tống Diệp liền muốn cùng vừa mới một dạng, nên thử một lần nữa cưỡng ép chỗ thủng. Chỉ thấy, Tống Diệp lại lần nữa chút xuống hắn huyền lực đi ra, màu lam huyền lực tấm lụa liền như lôi điện xé rách hư không. Toàn bộ không gian lại lần nữa hoảng đáng, Tống Diệp hệ thống giao diện cũng cùng một thời gian xuất hiện lấp lóe cùng có hắc ảnh chờ thụ quấy nhiễu tình huống. Cảnh tượng xung quanh lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Lúc này, Tống Diệp dường như đưa thân vào đường cao tốc bên trong, một chiếc xe vận tải hướng hắn nhanh chóng đánh tới. Nhưng trong nháy mắt, hình ảnh biến mất, không gian lại khôi phục ổn định, hệ thống giao diện cũng khôi phục bình thường. Sau đó, Tống Diệp lại thử hai lần, nhưng cái này hai lần, trước mắt cũng không có hiện thế cảnh tượng xuất hiện, chỉ là hệ thống giao diện vẫn như cũ xuất hiện bị quấy nhiễu tình huống thôi. Xem ra hắn huyền lực cũng không thể luôn luôn thành công đả thông lưỡng giới kết nối, coi như đả thông cũng là cực kỳ ngắn ngủi, không ổn định. Hiện thế, Hạ Quốc Hải Vân thành phố Anh Khu, cái nào đó tư nhân hội sở bên trong. Lúc này, trong hội trường ánh mắt mọi người đều rơi vào quỳ xuống đất đao ngao đồ Tây đen nam tử trên thân. Một cái khác đồ Tây đen nam tử rất nhanh chạy tới, hướng quỳ trên mặt đất đồ Tây đen nam tử hô. Chương 3, ngươi hô cái gì đâu, đừng quấy rầy nơi này khách quý. Ta, tay ta xương gãy, nhanh, nhanh bắt được cái kia cổ trang ăn mặc tiểu tử, đừng để hắn chạy, tiểu tử kia có gì đó quái lạ. Gọi Chương 3 đồ Tây đen nam tử reo lên. Ngươi nói cái gì đó, nơi này nào có cái gì cổ trang ăn mặc người, ngươi hôm nay quên uống thuốc đi. Chương 3 đồng bạn nói ra. Chương 3 dương mắt xem xét, lại nhìn quanh bốn phía một cái, lại tìm không thấy vừa mới cái kia mặc lấy một bộ trường sa màu trắng, qua đời trang ăn mặc nam tử trẻ tuổi. Chương 3 tâm lý buồn bực, chẳng lẽ lại vừa mới hắn là đụng quỷ, mà gian phòng này vì bảo hộ khách nhân bí ẩn tính, cũng không có trang giám sát, cái khác người cũng chỉ làm Chương 3 là tại tự biên tự diễn, hoặc là thuần túy là não tử có bệnh, xuất hiện cái gì ảo giác. Huyền danh đại lục, Trường Nguyên Hàn vực bên trong. Tống Diệp tại thử nhiều lần về sau, cuối cùng không cách nào bằng hắn huyền lực cưỡng ép mở ra rời đi nơi này cửa ra vào. Mà tại cái này mấy lần nếm thử bên trong, có 3 lần, hắn dường như mở ra cái này không gian cùng hiện thế kết nối, nhưng cái này kết nối 10 phần không ổn định, lại cực kỳ ngắn ngủi. Tiếp đó, hắn có lẽ đến tìm kiếm những phương pháp khác mới có thể rời đi nơi này. Tần Huyền Khê hẳn phải biết rời đi nơi này phương pháp, nhưng nàng bây giờ không muốn nói chuyện cùng hắn, đoán chừng phải đợi nàng sinh xong tức giận mới có thể theo trong miệng nàng hỏi ra phương pháp này tới. Có thể Tống Diệp cũng không định hống nàng, tuy nhiên hắn rất muốn từ trong miệng nàng biết rời đi nơi này phương pháp, nhưng hắn rõ ràng đối với Tần Huyền Khê bực này nữ ma đầu tới nói, dỗ ngọt mà nói căn bản là không có chút nào tác dụng, người như ở trước mặt nàng chịu thua, ngược lại để cho mình lâm vào bị động, mặc nàng nắm. Lúc này Tống Diệp lại mở ra trò chơi hệ thống giao diện, muốn nghiên cứu một chút cái trò chơi này hệ thống cùng chỗ này không gian đến tột cùng có quan hệ gì. Sau một lát, Tống Diệp chợt phát hiện một vấn đề. Thứ 9 khu nói chuyện phiếm kênh không hiểu biến đến vắng lạnh. Tại Tống Diệp ra hiện tại cái này Trường Nguyên Hàn vực trước đó, nói chuyện phiếm kênh phía trên tin tức, cơ hồ là một ngày 24 giờ lăn xoát không ngừng. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện, tại một cái người chơi phát một cái tin sau đó, muốn trọn vẹn chờ tốt vài phút, nói chuyện phiếm kênh phía trên mới có thể xuất hiện đầu thứ hai tin tức. Tống Diệp nhìn chằm chằm nói chuyện phiếm kênh quan sát rất lâu, mới phát hiện vấn đề chỗ. Không phải nói chuyện phiếm kênh biến vắng lạnh, mà chính là hai bên thời gian lưu tốc chênh lệch rất lớn. Trường Yên Hàn vực vốn chính là một cái thời gian cùng vật chất đều hỗn loạn địa vực,
thời gian lưu tốc một đoạn thời gian chậm, một đoạn thời gian nhanh. Tống Diệp hiện tại chính là phát hiện, bây giờ Trường Nguyên Hàn vực thời gian lưu tốc so vực ngoại chậm rất nhiều. Vực ngoại thế giới khả năng chỉ qua một giây đồng hồ, mà đồng dạng một giây đồng hồ, ở chỗ này lại có vẻ cực kỳ chậm rãi, giống như là tốt vài phút như vậy dài. Nếu là thời gian lưu tốc lâu dài duy trì kém như vậy cách, vậy hắn ở cái này hàn vực bên trong đợi phía trên thời gian một năm, vực ngoại thời gian khả năng mới qua một tháng. Đương nhiên, qua sau một thời gian ngắn, chỗ này hàn vực thời gian lưu tốc có thể sẽ biến nhanh, hoặc là cùng vực ngoại đồng bộ, nhưng đây đều là nói sau. Tống Diệp trở về mặt đất về sau, từ tiểu viện đi vào phòng, liền nhìn đến Tần Huyền Khê đã thức dậy, chính ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt ngưng thần lấy. Tần Huyền Khê phát giác được Tống Diệp vào phòng về sau, khẽ chau mày. Nàng vừa mới vốn đang coi là Tống Diệp cái này ma chứng huyễn tượng đã biến mất, hiện tại lại xuất hiện. Có thể chẳng biết tại sao, biết được Tống Diệp cái này ma chứng huyễn tượng còn tại bên người nàng, trong nội tâm nàng lại vô hình có loại may mắn cảm giác. Nhưng nàng biết, nàng không nên có cảm giác như vậy. Loại cảm giác này, thế nhưng là tâm ma chất dinh dưỡng á. Lúc này, nàng chợt nhớ tới Phạm Nguyên Tông tiền nhiệm trưởng môn từng cùng nàng nói qua, nếu như Trường Nguyên Hàn vực bên trong chế tạo tâm ma huyễn tượng cường đại đến, người không cách nào tiêu diệt cùng ngăn chặn lúc, người liền phải cân nhắc phương pháp trái ngược. Nhân loại sinh linh tâm ma bình thường đều là lâu dài bị đè nén ở, không chiếm được thả ra sâu trong nội tâm dục vọng, là người bổ khuyết những dục vọng này lúc, tâm ma khả năng cũng liền biến mất. Cho nên, nếu đem đến ngày nào người tại Trường Nguyên Hàn vực nội tu được, gặp phải người không cách nào đối kháng tâm ma lúc, người không ngại thử nghênh hợp hắn, đem trong lòng người đè nén dục vọng triệt để phóng xuất ra, làm người thỏa mãn, cũng liền là của người tâm ma huyễn tượng thỏa mãn, hắn cũng liền có thể sẽ tự động biến mất. Kỳ thật, Tần Huyền Khê ngay từ đầu cho lấy muốn tại Trường Nguyên Hàn vực bên trong tới tu hành, chính là vì tránh né Tống Diệp thôi. Nàng không thể không thừa nhận, Tống Diệp chính là nàng khó khăn nhất chống cự tâm ma, cũng là nàng một mực áp lực đã lâu dục vọng. Có lẽ, nàng xác thực cái kia thử phương pháp trái ngược, thử đi nghênh hợp Tống Diệp tâm ma huyễn tượng, cho thỏa mãn cái này huyễn tượng điền vào trong nội tâm nàng lâu dài đè nén dục vọng, tâm ma huyễn tượng không chừng cũng liền tự mình biến mất. Sau đó nàng mở hai mắt ra, nhận lại Tống Diệp tiểu nương tử nhân vật này, hướng Tống Diệp ôn nhu nói: "Tiểu phu quân, ngươi đã đến, cửa lạnh, nhanh ngồi ta cái này tới đi, trên giường ấm áp." Tống Diệp sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, Tần Huyền Khê thái độ đối với hắn thế mà lại biến hóa nhanh như vậy. Nàng còn là vừa vặn cái kia Tần Huyền Khê sao? Tần Huyền Khê, hư linh cảnh cửu trọng, vẫn là, bất quá, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, Tần Huyền Khê đồng dạng đối với hắn như vậy ôn nhu lúc, đều là nghĩ đến sử dụng hắn đến đắt thanh nàng nào đó cái mục đích. Hắn đỏ là hiếu kỳ, lúc này, nàng đến tột cùng tính toán tâm tư gì. Đã, Tần Huyền Khê đã chủ động phá băng, hương hắn lấy lòng, hắn đương nhiên sẽ không nhăn nhăn nhỏ nhỏ. Sau đó, hắn cũng ngồi lên giường, liên tiếp Tần Huyền Khê. Tiểu phu quân, thật xin lỗi, vừa mới ta đối với ngươi như vậy lạnh lùng, ngươi đừng để trong lòng, cuộc sống về sau, ta chắc chắn thật tốt phụng dưỡng ngươi. Tần Huyền Khê nhẹ nói, cùng nàng lúc trước bộ dáng của thực tử như hai người. Tống Diệp gặp nàng như thế dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, chính là thuận thế hỏi: "Tiểu nương tử, chỗ này địa vực, khí trời biển ảo vô thường, không bằng chúng ta rời đi cái này đi, ngươi hẳn phải biết rời đi cái này phương pháp đi." Tần Huyền Khê nghĩ thầm, cái này tâm ma huyễn tượng tựa hồ vẫn một mực hướng dẫn nàng rời đi nơi này, nhưng nếu là sớm rời đi nơi này, cái kia nàng chính là triệt để bại bởi tâm ma của nàng. Mà lại nàng cùng Viên Cung ước định hảo rời đi nơi này thời gian là tại 60 năm về sau, khi đó Viên Cung mới có thể dẫn nàng xuất quan. Vào lúc đó ở giữa đến trước đó, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi cái này hàn vực, từ bỏ nàng trăm năm bế quan kế hoạch. Nàng tất cả dục vọng đều phải chỉ có thể ở chỗ này vực nội phóng thích. Đợi trăm năm bế quan kết thúc, nàng rời đi nơi đây, tất cả cùng Tống Diệp hết thảy đều sẽ vĩnh viễn mai táng tại Trường Nguyên hàn vực bên trong. Vì sao muốn rời đi nơi này, tiểu phu quân? Nơi này không có bất kỳ người nào quấy rầy chúng ta, ngươi chẳng lẽ không nguyện lưu tại nơi này cùng ta tướng mạo tư thủ sao? Tần Huyền Khê nhu tình như nước giống như nói ra. Tại thời khắc này, nàng cảm giác nàng dường như lại lần nữa làm về lúc trước cái kia Tô Thanh Du, nhưng cũng chỉ có thể là ở chỗ này, coi như là vì vượt qua trận này tâm ma thí luyện. Có thể nữ nhi của chúng ta còn ở bên ngoài đầu đâu, chúng ta cuối cùng là phải rời đi cái này cùng các nàng đoàn viên. Tống Diệp cùng Tần Huyền Khê nói ra. Tần Huyền Khê nói ra, mình một nhà tất nhiên là sẽ đoàn viên, nhưng làm gì nóng lòng nhất thời, chúng ta trước tiên ở cái này vượt qua nhất đoạn độc thuộc tại vợ chồng chúng ta hai người thời gian tốt đẹp, không tốt sao? Còn tốt, Tần Huyền Khê đã từng trải qua qua ngôn tình thoại bản, là nhớ đến vài câu nhu tình mật nu đổi trắng. Kỳ thật, Tống Diệp cũng không để ý cùng Tần Huyền Khê tại cái này qua một chút hai người thế giới, đồng thời trong lúc nhất thời, tựa hồ cũng rất khó thuyết phục Tần Huyền Khê dẫn hắn rời đi nơi này. Còn tốt, hàn vực trong ngoài thời gian lưu tốc không giống nhau, nói cách khác, tại hàn vực bên trong, Tống Diệp có thể có nhiều hơn thời gian thật tốt điều phục Tần Huyền Khê. Mà lại, bây giờ Tần Huyền Khê không hiểu biến đến như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, càng là một cái có thể thật tốt củng cố một chút đem đến nhà mình đỉnh địa vị thời cơ tốt nhất. Đúng rồi, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cho ta sinh qua hai đứa bé? Tống Diệp cũng thừa này cơ hội tốt hướng Tần Huyền Khê hỏi. Vâng,
Tần Huyền khẽ nói ra, dù sao, đối với một cái tâm ma huyễn tượng, nàng không cần thiết nói dối. Vậy chúng ta đứa bé thứ nhất là ai? Tống Diệp hỏi. Chúng ta Phạm Yên Tông Thánh Nguyên giả, nàng chính là chúng ta đứa bé thứ nhất. Nàng tên gọi là gì? Tống Duyên. Rốt cục, Tống Diệp đạt được Tần Huyền Khê chính miệng xác nhận, Tống Duyên chính là vợ chồng bọn họ hai đứa bé thứ nhất, là Tống Thiến tỷ tỷ. Chúng ta đứa bé thứ hai, ta cho nàng lấy tên gọi Tống Thiến, nàng hiện tại đã lớn lên thành người, chờ sau khi rời khỏi nơi đây, ngươi cần phải đi gặp một chút nàng, dù sao, dù nói thế nào, ngươi đều là nàng thân sinh mẫu thân. Tống Diệp nói ra, tốt. Tần Huyền Khê tựa hồ là không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Tiểu phu quân, không bằng chúng ta tái sinh một cái đi. Tống Diệp sửng sốt một chút, ngươi còn muốn lại muốn một đứa bé? Mê mờ, Tần Huyền Khê nhẹ gật đầu, hiện tại liền muốn. Nói, nàng đúng là chủ động nằm ở trên giường. Dù sao, nàng muốn phương pháp trái ngược, nàng càng là muốn đè nén sự tình, liền càng là muốn ở chỗ này thỏa thích phóng thích. Tống Diệp vốn còn muốn cùng Tần Huyền Khê giải thích một chút, hai tiểu loại sự tình này chỉ có thể tùy duyên, không thể cưỡng cầu. Dù sao, người chơi cùng NPC kết hợp là rất khó sinh ra đời sau, phía trước hai lần. Thuần túy là nghịch thiên khí vận gây ra, có thể đối mặt Tần Huyền Khê chủ động cùng thịnh tình, hắn cảm thấy không nên nói thêm gì nữa. Sau đó, hắn nhanh đón tiếp lấy. Tần Huyền Khê lại bắt đầu yên lặng đếm lấy có bao nhiêu khối mưa đá đập nện tại trên mái hiên, phát ra thanh thủy tiếng vang. Yên Quốc Kinh Đô, Trường Lăng Thành. Một đầu rốt màu trắng cự long bà nằm ở tống phủ bầu trời, khiến người ta xa xa nhìn mà phát khiếp. Đầu này cự long chính là cùng Hắc Vũ Phượng Hoàng đồng cấp thập ngũ giai hung thú Xương Nguyệt Bạch Long, hẳn yêu lực có thể so với tiên ma đế cấp. Bây giờ, nó lại thành Tống Nhan Long Sủng, đi theo Tống Nhan về tới tống phủ. Tự nhiên, tống phủ không có một gian phòng là có thể chứa phía dưới nó, cho nên nó cũng chỉ có thể bán treo ở tống phủ bầu trời. Chu Quân Hạo theo Thiên Võ Sơn sau khi xuống tới, cũng không có tại tống phủ trệ ở lại bao lâu, quả thực là lưu lại mấy viên yêu thú chi trứng liền vẫn rời đi. Lúc này, Tống Duyên vẫn hôn mê bất tỉnh, Tống Thiến đem nàng an bài tại chính mình trong khuê phòng một tấm giường la hán phía trên. Trong phòng không có ngoại nhân về sau, hai cô cháu chính là nói chuyện một phen. Ngươi nói, phụ thân ngươi là một cái dị nhân. Tống Nhan lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ, mê mờ. Tống Thiến gật đầu nói, Thiến Nhi, có phải hay không là ngươi nhận lầm người? Tống Nhan vẫn như cụ đối với cái này khó mà tin được. Sẽ không, ta có thể rất khẳng định, hắn chính là ta phụ thân. Tống Thiến vô cùng hết lòng tin theo nói. Tống Nhan gặp Tống Thiến như thế chắc chắn, nghĩ thầm không ngại đem nàng trước tin cái năm phần. Nhưng, đến tôi cùng cái kia dị nhân có phải hay không Thiến Nhi phụ thân, có phải hay không anh của nàng, cho nàng tự mình thử tra rõ ràng, nàng mới có thể kết luận. Cô, hiện tại trọng yếu nhất chính là, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cầm tới phong ấn chặt phụ thân Kỳ Lân Trản, cứu ra phụ thân đến. Tống Thiến nói ra, lấy đi Kỳ Lân Trản cây kia yêu thụ, nắm giữ rất cường đại pháp tướng, có thể nó đã là yêu vật, lại vì sao có thể tu thành hoàn chỉnh pháp tướng đâu, nửa người nửa yêu. Xem ra, ta phải tự mình đi một chuyến Xuân Thu Các, mới có thể tra ra cái này khỏa yêu thụ lai lịch. Tống Nhan nói ra, cái kia cô, ta tùy ngươi cùng đi Xuân Thu Các đi. Tống Thiên nói đột nhiên dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía trong phòng vẫn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Tống Duyên. Nàng tựa hồ không yên lòng vứt xuống Tống Duyên một người ở chỗ này. Nữ nhân kia, ngươi là thế nào nhận thức? Tống Nhan cũng nhìn thoáng qua Tống Duyên phương hướng hỏi. Tống Thiên liền đem nàng gặp phải Tống Duyên đi qua tại cô nàng trước mặt toàn bộ đỡ ra. Từ trên trời rớt xuống, Tống Nhan mi đầu ngừng lại, cảm thấy vát xích này bưng cổ quái. Ngươi có biết nàng thân phận chân chính? Cô, chẳng lẽ ngươi biết nàng là ai? Tống Thiến hai mắt không hiểu biến đến sáng lên. Nàng coi là cô đem về nói cho nàng, nữ nhân này thân phận chân chính chính là mẹ của nàng. Nữ nhân này là Phạm Uyên Tông Thánh Uyên giả, chính là ma đạo đệ nhất nữ tôn người kế nhiệm. Tống Nhan nói ra, cái gì? Nàng là Phạm Uyên Tông Thánh Uyên giả? Tống Nhan không khỏi lộ ra một chút thần sắc thất vọng. Nếu như nữ nhân này là Phạm Uyên Tông Thánh Uyên giả, vậy liền không thể nào là mẹ của nàng. Dù sao, nàng từng nghe nói, hiện nay Thánh Nguyên giả chính là 46 năm trước, từ Huyền Nguyên Ma Tôn theo Phạm Nguyên Tông quyền sở hữu bên trong mang về từ Vũ Sơn một cái bé gái. Dựa theo thời gian này đến coi là, nữ nhân này nhiều nhất thì so với nàng đại 2-3 tuổi mà thôi, tự nhiên không thể lại là mẹ của nàng. Ta chờ cái này nữ nhân sau khi tỉnh lại, ta lại đi Xuân Thu Các. Tống Nhan cùng Tống Thiến nói ra. Tống Nhan lo lắng Phạm Uyên Tông Thánh Nguyên giả đột nhiên xuất hiện ở đây, là đúng Tống Thiến có mưu đồ, cho nên nàng trước tiên cần phải biết rõ ràng nữ nhân này tới nơi này mục đích. Còn nữa, theo cây kia yêu thụ trong tay đoạt lại Kỳ Lân Trản, không phải một kiện chuyện dễ, cũng không nhất thời vội vã. Trường Yên Hàn vực bên ngoài thế giới chỉ qua một ngày, có thể vực nội thời gian lại là qua một tháng có thừa. Mà Hàn vực bên trong đều là lâu dài ban ngày, không có đêm tối, Tân Huyền Khê đã mất đi đối thời gian phán đoán. Nàng đã nhớ không rõ, tự Tống Diệp cái tâm ma này huyễn tượng xuất hiện đến bây giờ, có bao nhiêu thời gian. Bây giờ để Tân Huyền Khê nhức đầu là, Tống Diệp cái tâm ma này dục vọng căn bản lấp không đầy, giết không chết, vô luận nàng cho bao nhiêu lần. Tiểu nương tử, ngươi đi ra nhìn, phong cảnh bên ngoài rất tốt. Tại nơi cửa phòng Tống Diệp đột nhiên quay đầu cùng Tân Huyền Khê hô. Tân Huyền Khê ra khỏi phòng xem xét, chỉ thấy bên ngoài, bầu trời trong trẻo, sân nhỏ bốn phía,
Vạn vật hồi xuân, sinh cơ bừng bừng, phòng nhãn đi qua đều là các loại tịnh lệ hoa tươi, gió nhẹ lướt qua, chính là mang đến một trận mùi thơm ngát. Như thế thoải mái một màn cảnh sắc, dường như biểu dương gia Tần Huyền Khê lúc này tâm cảnh, hoa nở rực rỡ. Khả năng khai thác gia Tần Huyền Khê dạng này tâm cảnh, Tống Diệp tự nhiên là công lao hàng đầu. Không có hắn vất vả cần cù cày cấy, từ đâu tới bây giờ bách hoa chứa đựng cảnh tượng. Tần Huyền Khê cũng là lần đầu tiên tại cái này Hàn vực bên trong nhìn đến dạng này một màn tịnh lệ nhiều màu cảnh sắc. Chẳng lẽ là Tống Diệp tâm ma sự tâm cảnh của nàng có biến hóa lớn như vậy? Nơi đây không nên là cảnh sắc như vậy, cái này rất không ổn. Tiểu nương tử, ta đột nhiên muốn ăn ngươi sinh xào thịt gà. Tống Diệp cùng bên cạnh Tần Huyền Khê nói ra. Tống Diệp còn nhớ đến Tần Huyền Khê lần thứ nhất xuống bếp chính là đuổi và xếp một đạo sinh xào thịt gà. Nhưng lần kia nàng là vì khách nhân xuống bếp mà không phải vì hắn. Tần Huyền Khê lấy lại tinh thần nói ra. Sao không được, nơi này nào có gà, ta cái này có. Tống Diệp bỗng nhiên ôm một cái nhảy nhót tưng bừng sống gà đi ra. Tần Huyền Khê sửng sốt một chút, đi đến cái này sống gà cũng hẳn là này Hàn vực biến hóa ra tới đi. Nhưng kỳ thật, và xích này gà là Tống Diệp theo chính mình trò chơi ba lô bên trong lấy ra. Gà linh 8 tháng sống gà, chất thịt hương non. Dạng này đồ vật đều là Tống Diệp trước kia làm thường ngày bất luận cái gì có được, mà lại đặt ở trò chơi ba lô bên trong lúc có thể dài lâu bảo tồn. Và xích này gà mặc kệ tại trò chơi ba lô bên trong bảo tồn bao lâu, làm lấy ra lúc nó gà linh mãi mãi cũng là duy trì lấy 8 tháng, chính là chất thịt lớn nhất ngon thời điểm. Tương tự đồ vật, tỉ như sống dê, sống heo, sống trâu, Tống Diệp trò chơi ba lô bên trong còn có không ít. Mà lại, dầu muối tương giấm cũng đầy đủ mọi thứ. Tốt, ta cho ngươi xào. Tần Huyền Khê đáp ứng. Dù sao chính là, cái gì đều thỏa mãn hẳn chính là, cặp vợ chồng đồng tâm hợp lực, Tống Diệp phụ trách làm thịt gà nhóm lửa, Tần đầu bếp phụ trách xào, điều phối liêu chắc, rất nhanh, Tần Huyền Khê sư thừa tiểu tiên một đạo 10 phần mỹ vị sinh xào thịt gà liền ra nồi. Mà lúc này, Tống Diệp cũng nấu xong một bình trà, dùng lá trà là ngọc lộ xuân. Mê mơn, thơm quá, tiểu nương tử, ngươi chủ nghệ cũng là tốt. Tống Diệp ăn một khối thịt gà về sau, không tiếc ngôn từ ca ngợi nói. Hắn cũng kẹp một khối thịt gà đặt ở Tần Huyền Khê trước mặt trong chén. Tiểu nương tử, ngươi làm sao không ăn, ngươi cũng nếm thử ngươi thủ nghệ của mình à. Tần Huyền Khê doanh doanh cười một tiếng, nói ra, ngươi thích ăn, liền đều lưu cho ngươi ăn, ta nhìn ngươi ăn là được. Dù sao, Hàn vực biến hóa ra đến đồ vật, nàng sao lại tùy tiện thả vào bụng bên trong. Có thể chẳng biết tại sao, nàng xem thấy Tống Diệp như thế thích nàng sinh xào thịt gà, chính ăn như gió cuốn bộ dáng, trong lòng lại có một loại không hiểu cảm giác thỏa mãn. Chính nàng vất vả xào đi ra thịt gà, nàng một miệng không ăn, chỉ là nhìn lấy người khác ăn, đạt được thỏa mãn vì sao lại là mình. Nàng dường như không hiểu loại cảm giác này lý do. Khoảng thời gian này chỉ lo ứng phó Tống Diệp cái tâm ma này huyễn tượng, nàng lười biếng tu hành. Lúc này Tống Diệp đang bận ăn đồ ăn, nàng liền dự định dành thời gian tu luyện một cái chu kỳ cửu chuyển thái hư luyện tướng quyết. Nàng nghĩ đến, như chờ Tống Diệp nhấm nháp hết cái kia đạo sinh xào thịt gà, không chừng liền muốn bắt đầu nhấm nháp nàng đạo này món ngon, khi đó nàng lại không rảnh rỗi. Đáng chết, bản tôn há có thể đem chính mình tương tự thành một món ăn. Bài chiều rời hết thảy tạp niệm, chuẩn bị hoán đổi đến ma tu thể, bắt đầu tu luyện. Nhưng vào lúc này, Tần Huyền Khê lại bỗng nhiên phát hiện tiên tu thể bụng có chút dị dạng, con ngươi của nàng trong nháy mắt trợn to. Bản tôn đây là lại mang bầu. Dù sao, nàng tiên tu thể từng có 2 lần mang thai kinh nghiệm, Tần Huyền Khê rất rõ ràng thể nội loại này dấu hiệu chính là mang bầu. Có thể nàng lẻ loi một mình tại Hàn vực, há có thể sẽ không hiểu mang thai? Chẳng lẽ lại đây là tâm ma trùng? Không có khả năng. Tâm ma chính là huyễn tượng, hết thảy xúc giác, thính giác, thị giác đều là hư cấu, há có thể sẽ thật cho nàng trồng lên? Đúng, hết thảy đều là giả, liên nàng mang thai cũng là giả, đều chẳng qua là tâm ma hư cấu đi ra hù dọa nàng thôi. Nguy hiểm thật, kém chút bị lừa rồi. Có thể về sau bụng của nàng có thể hay không càng lúc càng lớn? Nếu là sau cùng nàng thật ở chỗ này sinh nở, sinh ra lại là cái gì? Nghĩ tới những thứ này, nàng không khỏi lòng sinh khiếp ý. Trường Nguyên Hàn vực thực sự quá hung hiểm, nàng cảm giác mình có thể muốn độ không qua trận này tâm ma thí luyện rồi. Thậm chí nàng cảm thấy này vực Tống Diệp tâm ma so vực ngoại chân thực Tống Diệp càng làm cho nàng khó có thể chống đỡ. Dù sao cái này Tống Diệp tâm ma trong phòng thống trị lực để cho nàng cảm thấy ngắt thở, nàng cảm thấy mình một chút tranh giành thượng vị cơ hội đều không có. Đừng nói là tiên tu thể, dù là đổi ma tu thể ra trận, nàng cảm thấy nàng đều đến chịu đựng dưới hông chi nhục. Nói thật, Tần Huyền Khê đã lòng sinh sớm xuất quan chi ý, rời đi nơi đây Hàn vực. Mà lại thời gian này, vực ngoại Tống Diệp lúc này cần phải đã là một cái gần đất xa trời lão đầu tử, dù là hai người gặp mặt, cũng sẽ không đối nàng tái tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng vấn đề là, không có viên cung bên ngoài dùng dẫn đạo đang tiếp ứng, nàng căn bản khó có thể rời đi chỗ này Hàn vực. Dẫn đạo đang có 2 ngọn, viên cung trên tay một chiếc, Tần Huyền Khê trên tay một chiếc. Hai người bọn họ hẹn xong, tại 100 năm về sau, vòng tuổi hoa khô héo thời điểm, hai người đồng thời thắp sáng dẫn đạo đăng, như thế Tần Huyền Khê mới có thể rời đi Trường Nguyên Hàn vực.
Tân Huyền Khê lúc trước chỗ lấy lựa chọn tại Trường Nguyên Hàn Vực nội tu được, cũng là bởi vì Trường Nguyên Hàn Vực không do người tùy ý ra vào. Cái này tựa hồ liền có thể bảo đảm nàng nhất định có thể tại Hàn Vực bên trong bế quan đầy trăm năm, một chút con đường sau này cũng không cho mình lưu. Có thể hiện tại xem ra, nàng lúc trước lựa chọn tại Trường Nguyên Hàn Vực bên trong bế quan cũng không sáng suốt. Bởi vì, nếu là viên cũng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không thiếu ước định hảo thời gian, kịp thời thắp sáng dẫn đạo đăng, cái kia nàng liền sẽ một mực bị vây ở cái này Hàn Vực bên trong, không ra được. Dù sao lúc đó, Tân Huyền Khê muốn bế quan trăm năm, cũng là lâm thời nảy lòng tham, cho nên rất nhiều chuyện, nàng không có cẩn thận cân nhắc rõ ràng. Còn nữa, nàng lúc đó đánh giá thấp Trường Nguyên Hàn Vực, nàng coi là nếu nàng thật muốn rời đi, không cần dẫn đạo đăng, lấy nàng mạnh mẽ pháp lực là có thể trực tiếp mở ra một cái cửa ra tới. Nhưng nàng kỳ thật đã nếm thử qua, sau cùng thất bại. Lúc này, nàng không khỏi mắt cúi xuống nhìn thoáng qua bụng của mình, tùy theo mày nhíu lại gấp. Như là không thể kịp thời rời đi nơi này, bụng của nàng có thể hay không thật càng lúc càng lớn. Lúc này, Cửu Di Cấm Vực bên trong, 6 vị tiên môn đế giả cùng Hao Khâm Thị Thánh Nữ đã ở thung lũng bên trong né 2 ngày 2 đêm. 2 ngày này 2 đêm, đối với mỗi kẻ đế giả tới nói, đều là cực kỳ chậm rãi. Có thể nói, tại bọn họ trở thành đế giả đến nay, cho tới bây giờ không có trải qua giờ phút này giống như chật vật cùng bất an. Mà lúc này, Hao Khâm Tự Dĩnh lại là tại cùng một đám yêu linh đang chơi đùa. Kỳ bạch sự tình, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng tâm tình của nàng. Trên người nàng đặc hữu hương khí hút đưa tới cấm vực bên trong rất nhiều yêu linh. Nguyên bản tính cách vô cùng hung tàn yêu thú, tại bên người nàng đều biến đến giống tiểu miêu tiểu cầu giống như hết sức dịu dàng ngoan ngoãn. Trong tay nàng thỉnh thoảng cũng sẽ trống rỗng xuất hiện một số trái cây, ném cho ăn cho bọn họ ăn. Bỗng nhiên, Thư Tử Nhu đi tới Hao Khâm Tự Dĩnh bên người, hướng nàng hỏi, tiểu cô nương, chúng ta đến tuột cùng còn muốn tại cái này trốn đến khi nào? Nàng dường như đã không muốn lại tiếp tục ẩn núp cái này thung lũng bên trong, nàng vốn là tính cách thì so sánh hào phóng. Nàng tính nguyện anh liệt liệt chết tại kỳ bạch trong tay, cũng không muốn trốn đi là một cái bọn chuột nhắt. Hao Khâm Tự Dĩnh ngẩng đầu lên, hướng Thư Tử Nhu cười nói, đợi thêm một chút, đương nhiên, nếu là ngươi thực sự không muốn ở lại cái này, ta cũng sẽ không ngăn trở ngươi. Cặp lại, vừa dứt lời, Thư Tử Nhu liền ngồi lên nàng đầu kia con nai, môi hắn bay mất.